Đến thời điểm này, nông dân huyện Phong Điền đã thu hoạch trên 685 ha diện tích vụ lúa thu đông năm 2021. Được biết, vụ lúa thu đông năm 2021, toàn huyện Phong Điền đã xuống giống được khoảng 737 ha với các loại giống chủ yếu như OM5451, OM380, IR50404, OM4218, tập trung nhiều ở hai xã Trường Long và Gia Xuân. Dự kiến đến giữa tháng 10 năm 2021 sẽ thu hoạch dứt điểm với sản lượng thu hoạch ước đạt 3.685 tấn. Thời gian này, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục gắn kết giữa bà con nông dân và thương lái trong việc mua bán vận chuyển lúa hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, quan tâm gia cố bờ bao, cống đập, chuẩn bị các bước cho mùa vụ tiếp theo.